Mọi người chào các bạn đang tham gia cái diễn đàn của bạn Bằng Nguyễn. Hồi nãy thì tôi cũng được nghe một cái phần trình bày của anh Trần Siêu về cái vấn đề mà cải cách ruộng đất. Thì ở đây tôi cũng là lớp người, đương nhiên là tôi cũng sinh sau năm 1954 thôi, nhưng mà từ nhỏ thì chúng tôi đã được mà học, và chúng tôi ở là những cái người mà ở gần nhất trong những cái sự kiện đó. Và sau này thì khi mà trong quá trình lớn lên thì tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều về những cái vấn đề này. Và ở đây thì trên những cái diễn đàn như thế này thì bản thân tôi thiết nghĩ là những cái diễn đàn chia sẻ, chứ không phải là những cái diễn đàn mà để gợi lại những cái gì đó Đau mà thương của dân tộc, chính những cái xác ạ. đau đau thương của dân tộc, coi như là trong trong những cái thời điểm lịch sử. Chúng ta phải nói là chúng ta phải nhấn mạnh vào là trong những cái thời điểm lịch sử, khi xảy ra những cái sự kiện đó thì chúng ta phải nhìn toàn diện và nhìn một cách coi như là nó công bằng, chứ chúng ta cũng không 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 lấp liếm mà cũng không che đậy. Và đảng và nhà nước ta, quan điểm của chúng ta là coi như là khi mà làm một cái gì cũng có một cái tính công bằng, chứ không thể 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 lấp lấp liếm và che đậy. Vậy thì nói về cuộc cải cách ruộng đất thì tôi cũng đã tham khảo và đã xem rất nhiều những cái tài liệu, nhưng cái điều cơ bản là chúng ta xem ở những cái nguồn nào. Đấy, cái điều cơ bản, lên Google mà gõ, giống như bạn Acquy bạn nói, thì lên Google mà gõ trên đấy nó có cả coi như mấy ngàn bài về cải cách ruộng đất. Nhưng mà cái cơ bản là chúng ta phải xem vào những cái nguồn nào, và chúng ta biết chắt lọc thông tin đó, thông tin cho nó chính Dạ, thống, chính chứ xác. không, Và đúng rồi, cái cho nguồn nó nguồn chính tin nào nó tin tưởng, và xác. Google thì nó Vâng, cũng là một và cái chúng ta phải tự chúng ta cũng đã hiểu trong cái thời điểm. Mà cái này thì nói chung là phải phải hiểu một cách rất là rộng, ở chỗ là chúng ta phải hiểu được ở cái thời điểm lịch sử ấy cái hoàn cảnh đất nước nó như thế nào, và những cái con số đã được thống kê, kể cả từ hai phía, kể cả bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam, và những cái số liệu thống kê của những cái thế lực phản động đó, thì chúng ta mới xác định được là nó đúng hay là nó sai. Thì tôi muốn nói rằng cái cuộc cải cách ruộng đất trên miền Bắc Việt Nam năm 1953, 1956 nói về đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước là đúng, coi như là cải muốn cách xóa bỏ, cải cách để xóa xóa bỏ cái chế độ phong kiến. Bởi vì như chúng ta đã biết, cái chế độ phong kiến nó đã làm cái đất nước chúng ta suy kiệt và đã chết tới cả triệu người, bao nhiêu, năm 1945. Đấy. Bởi vì họ không phục vụ cho nhân dân ta, mà họ phục vụ cho cái chế độ xâm lược của thực dân Pháp ở trên đất nước Việt Nam. Chúng ta phải nhìn một cách thẳng thắn là như vậy. Và trong cái cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai thì đất nước ta là chìm trong coi như khổ ải, và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã nhìn thấy cái cảnh lầm than của đất nước, cho nên phải coi như là hy sinh mà cái cuộc đời coi như là của một con người để làm những cái việc coi như là chỉ làm một cái anh phụ bếp, rồi đi năm châu bốn biển để học tập, để nhìn thấy những cái vấn đề mà tiên tiến ở các nước, và để về nước để coi như là giúp cho đất nước coi như như được như ngày hôm nay. Đây, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Và cái chế độ phong kiến đó, nó không những nó không phục vụ cho cái quyền lợi của người dân trong nước, mà nó phục vụ cho một cái chế độ xâm lược của đế quốc Pháp thực dân trên đất Pháp. nước Việt Nam, Vâng, thực dân thực Pháp trên đất nước Việt Nam. Chính vì vậy
chúng ta làm một cái cuộc cải cách ruộng đất đó nhằm mục đích xóa bỏ cái chế độ phong kiến và tìm ra một con đường coi như là xây dựng một cái chế độ mới tốt đẹp hơn. Và cái cuộc cải cách ruộng đất này thì nó đã được đưa ra từ năm 1953. Và tôi còn nhớ một chi tiết rất hay là chúng ta có chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta có chiến thắng Điện Biên Phủ là do có cái cuộc cải cách ruộng đất làm nức lòng các chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến, tạo thêm một cái sức mạnh rất tốt cho những cái người mà tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ, quyết tâm coi như đánh thắng đế quốc Pháp. Đây là nếu mà nói về cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ thì nó có rất nhiều những cái chi tiết rất là hay khi chúng ta đã nghiên cứu. Nhưng mà tôi thấy đây nó là một cái chi tiết rất hay, nó tạo một cái động lực để cho người, những chiến sĩ ở Điện Biên Phủ, người ta càng nức lòng thêm và người ta càng thêm tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam của cái thời, những cái thời kỳ sơ khai đó. Thì và tất cả những cái chiến công mà chúng ta đạt được ở Điện Biên Phủ có một phần đóng góp của cái công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Nhưng đúng như anh Trần Siêu nói, nó cũng có về đường lối thì đúng, nhưng ở bên dưới có những cái người, có những cái địa phương cũng có những cái sai lầm ở chỗ là có một số người cũng đã bị chết oan. Nhưng mà tôi nhấn mạnh rằng thời điểm đó là đất nước chúng ta còn đang một nửa là vùng tạm chiếm, một nửa là vùng coi như là quân Pháp coi như là đóng. Cho nên chúng ta khẳng định với nhau ở đây, tất cả những cái số liệu mà những cái thế lực muốn chống lại và bôi nhọ đất nước Việt Nam này đều là những cái số liệu nó không chính xác, nó không đúng. Đấy. Sự thật mà nói thì những cái số liệu đó làm mà ở trong những cái vùng giải phóng thì làm sao mà người Pháp hoặc thế giới nào mà thống kê được. Cái đó là không, nói như vậy là không có khả thi. Ví dụ như người ta chỉ trong những cái vùng mà còn đang bị chiếm đóng thì những cái cơ sở người ta làm được những cái việc về giết những cái kẻ địa chủ. Nhưng bây giờ chúng ta phải khẳng định với nhau một điều rằng cái giai cấp địa chủ bóc lột ở trên đất nước Việt Nam này trong cái thời điểm lịch sử đó là vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ tôi thì học đã rất lâu rồi. Đã rất lâu rồi. Nhưng mà tôi có thể đọc cho các bạn một cái bài thơ như thế này, do người dân để phản ánh cho nó đúng sự thật. Người dân người ta viết chứ không phải là cộng sản viết nhé. Đây nó trở thành một cái bài ca dao tục ngữ, nó thấm đẫm vào cái đầu óc con người Việt Nam rồi. Tôi đọc cho các bạn nghe bài đi ở. Cuộc đời đi ở đau thương, còn đêm đã dậy gội xương đi cày. Người thì mảnh khảnh bé gầy, con trâu to lớn ruộng gầy rất chân. Ngã lên ngã xuống trăm lần, phong phanh áo rét tím bầm thịt ra. Các bạn cứ nghe với những cái dòng thơ đó, các bạn đã thấy là cái nỗi khổ của người dân Việt Nam dưới cái ách đô hộ của thực dân Pháp và những cái sự bóc lột tàn nhẫn của cái giai cấp địa chủ phong kiến nó là như thế nào rồi. Ở đây chúng ta phải nói lên bằng sự thật, chúng ta không thể coi như cứ bàng quang. Còn đương nhiên ở phía bên kia thì những cái người mà gia đình người ta gọi là địa chủ thì họ lúc nào cũng nói rằng là người ta là tốt với các thứ. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng ruộng đất là để người nông dân được cày, được cấy. Và những giai cấp địa chủ đó họ đã thu bằng đủ mọi hình thức
để coi như cướp ruộng đất của nông dân, dẫn đến là người nông dân phải đi làm thuê, làm mướn, phải ở đó, phải từ Bắc chí Nam, chứ không cứ gì coi như trên miền Bắc Việt Nam đâu. Yeah. Và cái cuộc sống mà đã đi ở đó làm thuê làm mướn nó khổ cực lắm các bạn. Tôi cũng đã, ngay kể cả bây giờ thời đại mới này, chúng ta cứ thử nghĩ xem, những người mà phải đi ở, phải đi và làm ô sin, đương nhiên nó cũng có những cái tâm tư riêng, nó cũng khổ lắm. Đây chúng ta phải nhìn thấy đấy, rõ ràng là sự thật, đúng không? Còn dưới chế độ coi như phong kiến, đế quốc phong kiến thực dân Pháp, thì cái cuộc đời của những cái người mà khổ đó là người ta rất là khổ cực. Cho nên khi mà có cải cách ruộng đất thì người ta rất là căm phẫn và người ta vùng lên. Người ta vùng lên để người ta tự, như giống như kiểu dân mình gọi là tự xử đó. Thậm chí là như vậy, cho nên nó mới dẫn đến những cái sai lầm. Tức là không kiểm soát được. Và khi đó là không kiểm soát được, bởi vì là chúng ta còn đang giải quyết cái vấn đề coi như ở chiến trường Điện Biên Phủ. Cho nên là nó có những cái không kiểm soát được, nhưng cái đó là chỉ vào thời kỳ năm 1953 thôi. Chứ còn đến năm 1954 khi đã chiến thắng Điện Biên Phủ rồi, thì lúc đó đất nước ta không còn cái cảnh giết chóc nữa, và chúng ta chỉ có thu lại ruộng đất để từ địa chủ để chia cho dân nghèo. Đây là tôi chỉ nói để cho các bạn hiểu là trong cái thời điểm lịch sử lúc đó, là từ năm 1953 đến năm 1956. Nhưng mà cái tác hại của cái cải cách ruộng đất này thì cũng đã làm cho một phần, cho một bộ phận coi những người mà tham gia vào cái chính quyền dưới sự coi như của thực dân Pháp và phong kiến, thì họ tham gia trong những cái ở những cái vùng mà địch chiếm đóng đó. Thì khi mà đất nước chúng ta giải phóng năm 1954 thì họ cũng sợ những cái chuyện mà xảy ra trong cái cuộc cải cách ruộng đất, và họ đã ùn coi như kéo vào miền Nam. Cái này chúng ta cũng phải nói lên sự thật. Đấy, ngoài cái chuyện về tín ngưỡng tôn giáo, nhưng họ cũng có những cái như vậy. Và cho đến năm 1975, khi chúng ta giải phóng miền Nam, thì chính những cái người từ miền Bắc vào miền Nam năm 1954, và tất cả họ lại tiếp tục coi như là làm tay sai cho đế quốc Mỹ, và họ vẫn cứ theo một cái hướng đó, và họ ồ ạt coi như họ chạy coi như đi ra nước ngoài, là bởi vì họ cũng vẫn cứ sợ. Sẽ nêu lên một cách rất rõ ràng là cải cách ruộng đất nó mang lại những cái ấm no hạnh phúc cho phần lớn những người dân nghèo khổ, người nông dân, nhưng nó cũng tạo ra những cái mà cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn chưa giải quyết xong được cái vấn đề này về cái sự thù hằn dân tộc, thù hằn coi như là giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, giữa giai cấp công nhân và nông dân. Ý tôi muốn nói thêm cái vấn đề này để bổ sung vào những cái vấn đề mà như anh Trần Siêu đã nói hồi nãy, tôi cũng đồng ý, nhưng mà tôi muốn bổ sung và phân tích một cách nó sâu hơn một tí nữa, để chúng ta thấy rằng cái cuộc đời mà chúng ta làm nô lệ, kể cả là Pháp mà kể cả Mỹ, thì là cuộc đời đi ở đau thương, còn đêm đã dậy gội xương đi cày. Cho nên cái đường lối của chúng ta độc lập tự do, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là không có gì quý hơn độc lập tự do mà hiện nay chúng ta được thụ hưởng. Đấy là một đường lối đúng đắn. Và chúng ta bây giờ chúng ta chỉ kêu gọi là những ai là người Việt Nam máu đỏ da vàng, đương nhiên trong mỗi thời điểm lịch sử nó cũng có những cái vấn đề nọ, vấn đề kia, nhưng không vì những cái chuyện đó, đúng không, mà chúng ta coi như dẫm đạp lên những lấy cái thù hằn để đưa lên hàng đầu,
để nhằm một mục đích là kêu gọi là lật đổ cộng sản hoặc là cái gì đó. Theo quan điểm của tôi, cái đó là chúng ta bây giờ không nên nữa, ở chỗ là chiến tranh đã đi qua 43 năm rồi. Người dân trong nước chúng ta đang sống một cái cuộc sống. Bây giờ các bạn lại muốn khơi dậy chiến tranh, muốn khơi dậy phải làm nô lệ cho bất kỳ một cái nước nào, thì sẽ dẫn đến cuộc sống của người Việt Nam sẽ là cuộc đời đi ở đau thương. Đấy là tôi muốn tâm tình với các bạn như vậy. Dạ. Và thôi, tôi cũng muốn nhường diễn đàn cho những bạn khác để chia sẻ. Ai so ai cái gì cả, đúng không? Chứ đừng không bao giờ tự Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam. Mà không có chiến thắng Điện Biên Phủ thì làm sao mà Pháp nó ấy được. Cho nên là cái thằng này bao giờ cái tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn, nó quen đi từ cái chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Rồi xin mời Khoa Lệ. Đối với một đất nước thế thôi, một dân tộc thế thôi. Rồi, đăng thêm Khoa Lệ. Rồi xin chào. Vâng, chào anh Bằng và tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Sống ở biết mình đã gần 100 năm. Ừ. Và gọi là đi khai phá văn minh cho người An Nam. Nhưng mà đến khi mà Hồ Chủ tịch, các lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước thì 95% là mù chữ. 95% mù chữ. Còn những người biết chữ thì cũng chỉ là đến viết. Ừ. Hoặc gọi là như bây giờ gọi là lớp 3, lớp 4. Thì cái vấn đề cải cách những đất mình làm sai là mình theo cái định hướng của Tàu, tức là học cái của Tàu để mình làm những cái văn hóa gì đó. Cách mạng văn hóa. Mình làm theo cái định hướng của Tàu, bởi vì lúc đấy là mình là nông dân. Nông dân lên nắm quyền lãnh đạo. Tất cả mọi người đều nông dân và 95% là mù chữ. Thì cái chuyện sai hay đúng, đấy là mọi người tự hiểu rồi. Cái trình độ lúc đó nó chỉ có thế thôi. Đúng không? Bây giờ các ông đừng có trách gì cả. Điều quan trọng là 95% dân đã đến giờ đã là giàu có rồi. Gọi là có của ăn của đề. Đúng không? Đất nước tươi đẹp. Các ông ba que các ông là bỏ đất nước đi 43 năm. Thế bây giờ các ông bới bèo ra bọ. Đúng. Cái chuyện đấy nó qua lâu rồi. Đúng. Sai đúng qua lâu rồi. Sai là nông dân đi. Lãnh đạo thì nó phải sai. Nhưng làm sao mà đúng được 100% đúng không? Không bảo nó tốt. Đúng. Thế trong đấy là nói về cái việc mà có những cái người địa chủ tốt. Nhưng vì cái thời đấy là người ta Pháp vẫn cai trị. Người ta chỉ âm thầm. Người ta hỗ trợ Việt Minh thôi. Thế ai dám nói ra là tôi là người hỗ trợ Việt Minh. Cho nên là nhiều khi những người làm cách mạng sau này họ không biết. Mà lúc đấy thì Bác Hồ có như là sang Pháp. Sau này Bác ấy quay về là sửa sai ngay. Đấy. Cái chuyện đấy mình không bàn nữa. Mình vẫn đang nói. Bây giờ em chỉ muốn nói cái chuyện trên kinh tế thị trường. Đúng rồi, mình thích nói cái chuyện hiện tại nhiều hơn. Đúng rồi, cái chuyện lịch sử thì mình muốn thôi, cái lịch sử thì để cho con cháu mình sau này học. Nhiều khi mình cứ nhắc đi nhắc lại, nhiều khi nó cũng ấy. Nói về cái hiện tại này, nó tôi hay này. Không phải, bởi vì các ông ba que là chỉ bới bèo ra bọ thôi. Bản chất của ba que là như thế. Anh hiểu không? Còn đây em chỉ muốn nói mọi người trên diễn đàn về cái định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Đấy, thì khi năm 1990, là khi em bắt đầu bước chân vào trường kinh tế quốc dân và em đã được dạy là chúng ta, bởi vì chúng ta quá nghèo và chúng ta nhìn thấy tư bản chủ nghĩa đã phát triển thế thì mình thể lấy có một cái phần nào đó, bởi vì tư bản nó có rất nhiều mặt trái. Cái nền kinh tế thị trường nó tạo ra của cải nhưng nó rất nhiều mặt trái. Cái sự phân phối nó không đều ngay. Cái sự phân phối cái phân hóa giàu nghèo nó sẽ rất lớn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con người sẽ chạy theo đồng tiền, được tất cả các giá trị đạo đức gia đình, trong xã hội đều bị phá vỡ.
Tức từ năm 1990 bọn em đã được học, đã được chỉ dạy là khi mình phát triển nền kinh tế này, chắc chắn là sau này bỏ vợ, bỏ chồng cực nhiều luôn. Và con người ta tham tiền, tham quyền lực là vô biên luôn. Tại sao mình phải có cái định hướng xã hội nghĩa là để hạn chế cái mặt trái của nó? Đấy, mà đến bây giờ mà mình cố gắng nhưng cũng không được nhiều. Đấy, được cái là dân thì không còn nói khổ nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình quay lại. Đây là mình phải cảm ơn mấy ông ba que. Đấy sao? Các ông cứ lên chỉ với chúng ta mới tự nhìn ra. Mình phê bình và tự phê bình. Đấy là đúng cái lời bác Hồ dạy. Phải biết phê bình và tự phê bình. Đấy. Còn cái nền kinh tế Việt Nam tại sao mà không thể đa nguyên? Tôi nói để cho ông ba que nghe. Các ông nhìn thấy cái đa nguyên mà các cái nghị trường của Đài Loan, các nghị trường của Ukraine cầm giày đập vào mặt nhau chưa? Đúng không? Cầm lọ hoa rồi đấm nhau ngay trong trong nghị trường thôi. Các bạn xem rồi. Ra làng cũng là thế. Hoặc là nhìn thấy Thái Lan chưa? Cờ vàng, cờ đỏ, biểu tình cãi nhau, ném lựu đạn vào nhau. Nên quân chủ lên nó dẹp hết tất cả đảng phái. Thế bây giờ đất nước Thái Lan yên ổn chưa? Cho nên cái việc đa nguyên đa đảng là Việt Nam không bao giờ làm có cái chuyện đó. Và dân chúng tôi cũng không đồng ý cái việc đó. Đấy không? Cái nền kinh tế chính trị của mình nó như thế nó mới ổn định. Nó mới hỗ trợ cho kinh tế phát triển được. Cái chính trị nó phải cực kỳ ổn định. Mà cái câu chuyện bó đũa chúng ta học rồi. Đúng không? Nó phải chặt một mối thì chúng ta chống lại được mọi cường quyền. Đấy. Mọi áp bức. Đấy. Nhưng chúng ta phải có cái nền kinh tế phải đi theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Là để hạn chế cái mặt trái. Hạn chế cái phân hóa giàu nghèo. Đấy. Khi mà chúng ta buông lỏng quản lý thì có một thời gian vừa rồi chúng ta đã buông lỏng quản lý. Và để xảy ra rất nhiều những cái tiêu cực. Thế là các ông bao quen em ấy. Bám vào đấy là bầm bầm lên để mình rút kinh nghiệm ngay, đảng rút kinh nghiệm ngay. Tôi nói để cho mọi người phải tin vào sự phát triển của đất nước càng ngày càng tiến tới, chứ không bao giờ có chuyện dừng này. 10 năm nữa thôi Mỹ, đảm bảo Mỹ không có cửa. Đến bây giờ người Việt Nam đi ra nước ngoài là đi học, đi du lịch, đi tham quan, chứ không phải là đi coi như là gọi là đi xin tiền, không có, hoặc là bỏ chạy. Bây giờ ai thích đi đi, ai thích ra ngoài nước coi như đi kiếm chỗ nào kiếm ăn tốt hơn để giúp đất nước của mình có xuất khẩu lao động. Bởi vì tại sao 100 triệu dân ở của mình đất có bao nhiêu, có bằng cái California thôi đấy. Mà 100 triệu dân trong cái số lượng dân mình bằng gần bằng nửa nước Mỹ. Cho nên là nhà nước khuyến khích mọi người đi. Đúng. Đấy. Nhưng các ông có ba que thì gọi là muốn quay về nắm quyền. Hiểu không? Chửi với cái gì đó của mình. Bởi vì tại sao? Ông theo giặc. Hiểu không? Thì các ông không bao giờ ông thay đổi được cái tư tưởng, cái hệ tư tưởng này. Không theo giặc thì không phải chửi bới rồi. Chứ mình ở đây là mình chỉ nói cho người của mình biết, người trong nước biết là tại sao nó lại phải đi theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa để nó hạn chế bớt cái giàu nghèo. Đấy. Để cái khoảng cách giàu nghèo, rồi là để nó hạn chế những cái giá trị có như là đạo đức khi con người chạy theo đồng tiền. Đấy. Nhưng nói chung là ba que không làm gì nổi đâu. Bởi vì sao? Có phải đơn giản đối chọi cộng sản Việt Nam rất chi là giỏi. Mình phải nói mình có rất nhiều người lãnh đạo giỏi. Đấy là những ông như A Quy, nhiều khi em nghĩ những ông A Quy này hình như là ông học từ thời năm 1954 xong đến bây giờ ông không học nữa. Ông cô giáo chết.
từ cái thời điểm đấy là không học nữa, tôi không hiểu cái gì cả, toàn nói linh tinh. Hoặc thằng Trần Trúc là một cái thằng vu học, không nói thần láo. Thần kinh, nó bị thần kinh thật. Ăn tiền của nước ngoài, không có việc gì làm. Đây này, nó là sư anh, nhà em, xưởng may thôi. Đó. Đó. Đầy. Muốn giàu có phải đúng nào? Rồi, muốn giàu có phải lao động, đúng không? Và phải có trí tuệ nữa. Chứ có cái nằm ngủ ăn sẵn. Đấy, mình tự làm thôi. Tự làm tự ăn. Nếu mình được cái là mình cũng sung sướng, là cái điểm này. Nhà nước cũng không thu thuế của mình. Đúng không? Cũng như nông dân bây giờ là thuế nông nghiệp người ta không thu. Đúng không? Các nông dân bây giờ có ruộng chẳng cày, bỏ hoang luôn, hoặc là bán rẻ, hoặc là cho nhau mượn. Đấy. Thế phải là thu thuế, người ta thu một tí thì lợi phí một năm là mấy chục bạc. Nông dân bây giờ còn giàu luôn. Bây giờ nhà nước bây giờ tìm cách làm sao để tạo ra được những cái cánh đồng màu lớn. Đấy. Đấy. Đang tìm kiếm để làm sao mà phát triển theo cái định hướng kinh tế thị trường, gọi là như nước ngoài, là phải có những cánh đồng màu lớn. Một cái đầu óc của dân mình nó vẫn còn nhỏ lẻ lắm. Đúng rồi. Từ đấy cái đất hiện nay ấy, mà đất nông nghiệp ấy, lại do 90% những người nông dân người ta sử dụng, có 10% do nhà nước thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ làm sao mình phải, đấy như bạn nói là theo cái cánh đồng mẫu lớn, mình phải quy hoạch lại cái ấy để cho mình phát triển kiểu cái nông nghiệp theo cái kiểu nó quy mô hơn, thì nói chung là nó mới phát triển được. Tức là để mà nông nghiệp mình phát triển theo kịp với cái nền khoa học hiện đại của thế giới là phải có những cánh đồng mẫu lớn, phải có những người có tiền, họ có trình độ, họ đầu tư vào để tạo lên, họ đưa cái khoa học kỹ thuật vào cái doanh nghiệp người ta làm, bằng cái doanh nghiệp họ làm thì mới được. Nhưng mà bởi vì này, lợi hai đằng, thứ nhất là cái sản phẩm của mình có thể xuất khẩu được. Đấy, người nông dân ví dụ là làm công nhân, hoặc là có làm thuê cho cái doanh nghiệp đấy, hoặc là góp đất vào cái doanh nghiệp đấy làm thuê, cũng có một cái thị trường tiêu thụ ổn định. Cái chuyện này ấy, thì nói chung là mấy ngày hôm trước mình cũng xem một cái chương trình, tức là hiện nay chính phủ mình rất quan tâm. Vừa rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có tổ chức một cái họp về riêng về nông nghiệp này, nói chung mình thấy hay. Đấy. Thì người ta, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng họp về vấn đề này và nói có nhiều định hướng đến như năm nào thì nông nghiệp của mình sẽ là như thế nào nào. Thì nói chung là cái chương trình này mình thấy cái cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy, thì hôm đó rất hay, một cái chương trình nông nghiệp. Ông Phúc cũng hay làm anh. Ừ. Phúc giỏi đấy chứ. Phúc giỏi, ông hay lắm ấy chứ. Nói chung là mấy cái người lãnh đạo, bà Ngân rồi ông Phúc rồi ông Trọng thì cái bộ bà đấy là em nhìn thấy nó quá tệ rồi. Ừ. Ăn dơ hợp bí. Mà chỉ có độ khoảng chục năm nữa thôi, khi mình gom được cái đất đai mà phát triển theo kiểu tư bản ấy, cánh đồng mẫu lớn ấy, mình áp dụng những khoa học kỹ thuật vào là nông dân mình sướng á. Đến bây giờ sướng, nhưng mà mình kiểu cái đầu óc nông dân mình nó vẫn còn cái nhỏ mọn này, người ta sợ mất đất đai, người ta không muốn đóng góp. Đấy, cho nên là mình vẫn chưa làm được cái việc đó. Chưa chỉ hết. Có một số vùng làm được thôi. Đấy, một số vùng làm được, nhưng mà dần dần rồi nó cũng thay đổi, nó cái cải cách nó phải có dần dần, vì mình không thể làm một sớm một chiều được. Mình mà làm ngay như ok Hòa Đỗ nói đúng rồi. Hòa Đỗ nói cái câu này đúng rồi. 10 năm nữa Việt Nam phải vào 10, không phải 10 năm nước có cái nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới. Và chứ không phải là xuất khẩu nông nghiệp ấy đâu. Đúng rồi, cái số liệu, cái Hòa Đỗ đúng rồi. Tức là 10 năm nữa Việt Nam phải lọt vào top 10 năm nước có cái ngành nông nghiệp phát triển của thế giới. Vào top 10 năm ấy. Ừ. Thôi, hôm nay chắc là cũng muộn rồi. Để hôm khác okay. Em lên. Rồi, vâng. Ok. Rồi, xin vâng. Mình hôm nay
đến thời gian thì cũng hết rồi, còn cỡ khoảng 1-2 phút thôi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Chứ hôm nay mình đi nghỉ sớm, sáng mai bay ra Bắc. Rồi ok, xin tạm biệt các bạn. Rồi ok. Em ở Vũ Bản đấy. À thì nhưng mà bây giờ hình như bạn ở Nam Định rồi đúng không? Ở Hà Nội đúng không? Không, quê Vũ Bản. Quê Vũ Bản. Thì là anh quê ở Nam Định thì anh về Nam Định rồi. Rồi xin tạm biệt tất cả các bạn nhé. Xin chào các bạn. Rồi. Hôm nào mở lại anh? Hôm nào? Không mở lại thì có khả năng là chắc phải đi ra Bắc xong thì đại đội mình lại live stream chơi thôi. Thì nếu mở lại thì cỡ khoảng thứ 6 tuần tới thì mới vào. Thì cỡ khoảng thứ 2 tuần sau nữa, bỏ một tuần. Ok. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Sẽ gặp lại các bạn sau một tuần nữa. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn. Chào anh. Rồi xin tạm biệt tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp nhau khoảng một tuần.